Đây là những sai lầm phổ biến và những lỗi sai phổ biến khi chúng ta thực hiện tư thế chim bồ câu nâng cao. Và những lỗi sai này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta mà thậm chí làm ra những tác hại lâu dài, ảnh hưởng đến cái cột sống lưng của chúng ta và làm cho chúng ta có tâm lý rất là sợ và nguy cơ bị chấn thương, nghĩa là rất là khó để khắc phục. Thì trong ngày hôm nay, huấn luyện viên Ngọc Anh cũng sẽ chia sẻ với các bạn là những cái sai lầm phổ biến để chúng ta có thể phòng tránh và tập luyện an toàn hơn khi thực hiện tư thế chim bồ câu các bạn nhé. Cảm ơn thầy Kim Ba. Ngay bây giờ thì Ngọc Anh sẽ bật mí cho các bạn những cái lỗi sai của cách khi thực hiện tư thế chim bồ câu nâng cao và khiến cho các bạn gặp những cái vấn đề không tốt đến các cái cơ quan xương khớp trên cơ thể của bạn. Thì trước tiên thì Ngọc Anh sẽ thị phạm tư thế chim bồ câu để bạn hình dung ra tư thế này nó như thế nào. Chim bồ câu là một trong số những tư thế yoga có cái hình thể rất là đẹp và hầu như là rất nhiều các chị em thích cái tư thế này vì cái dáng của nó rất là đẹp, dễ để cho chúng ta có thể là làm những cái hình ảnh để chúng ta chụp hình. Thì đây là tư thế chim bồ câu hoàn chỉnh. Thì phần lớn sau khi thực hiện tư thế chim bồ câu này thì rất nhiều các chị em hay gặp những cái vấn đề về việc đau lưng. Các bạn sẽ hay bị đau thắt lưng. Lý do rằng là khi bạn thực hiện tư thế chim bồ câu thì bạn đổ quá nhiều thân về phía sau, giống như cách Ngọc Anh đang làm như thế này, là bạn tạo một cái lực ép rất lớn vào cái phần thắt lưng của bạn, nó khiến cho cái phần thắt lưng của bạn bị đau. Nên để an toàn được cho phần thắt lưng của bạn thì ở tư thế này bạn hãy hơi nheo phần bụng của mình về phía trước. Bạn sẽ đẩy phần bụng của mình về phía trước và toàn bộ độ dẻo của bạn sẽ được kéo ở phần cánh tay. Nhiều bạn là chưa mở được cái bả vai ấy, nên là để mà bạn nắm được tay vào chân là bạn sẽ phải nhoài người ra sau. Nhưng không, chúng ta sẽ kéo bụng về phía trước và đưa tay dài về phía sau. Thì nếu độ dẻo của bạn chưa đủ thì bạn hãy sử dụng dây để bạn tránh được cái việc mà bạn đổ thắt lưng về sau quá nhiều như thế này. Tránh thay vì bạn phải đổ người về sau như thế này thì bạn đổ người về trước và tay bạn nắm vào dây. Bạn giữ như thế này thì đảm bảo bạn sẽ không bị đau thắt lưng nhé. Đấy là lỗi sai thứ nhất. Lỗi sai thứ hai ở tư thế này đó chính là cái bả vai của bạn. Khi mà bạn làm tư thế chim bồ câu, ngoài sẽ quay hướng trước để bạn nhìn thấy. Khi bạn làm tư thế chim bồ câu thì một số bạn sẽ có cái trạng thái là mình mở cái khuỷu tay sang hai bên như thế này và cố gắng đổ người, căng người về sau. Nhưng khi bạn mở như thế này là khớp vai của bạn nó sẽ bị tổn thương. Lý do rằng là nó đang bị sai về cái hướng tư thế. Cái hướng vai của bạn, bạn cần phải xoay khuỷu tay của bạn đưa về phía trước để toàn bộ cái bả vai của bạn nó được xoay theo đúng hướng, thì nó sẽ được kéo giãn đúng và nó không gây tổn thương đến cái khớp vai của bạn. Chưa kể đến việc là khi bạn mở ra như thế này thì toàn bộ cái bó cơ vai của bạn nó sẽ bị bó, và sau khi bạn tập một thời gian thì bạn sẽ bị mỏi cơ vai. Nên là hãy xoay khuỷu tay về phía trước. Thì tương tự như vậy, nếu như mà độ dẻo bạn chưa đủ để bạn có thể xoay được khuỷu tay thì bạn sẽ dùng dây. Dùng dây, hai tay bạn nắm vào dây để bạn dễ dàng xoay được khuỷu tay hơn. Nhớ rằng hãy đưa cái khuỷu tay của bạn về phía trước như thế này nhé. Và lỗi sai thứ ba ở trong tư thế chim bồ câu này, đó là lỗi sai của phần hông. Rất nhiều bạn vì cái độ hông của mình nó chưa đủ độ dẻo để bạn có thể nhấn được cái phần mặt trên của đùi sau xuống như thế này, thì bạn sẽ bị đổ ngang phần hông và bạn cố gắng làm. Khi bạn cố gắng làm như thế này, bạn cứ cố gắng bạn kéo thì bạn sẽ bị cái áp lực rất là lớn cho đến cái phần cột sống của bạn vì nó không đúng hướng. Hướng chuẩn là nó sẽ phải đổ với người xoay người về trước như thế này và nó bẻ cong theo đường cong sinh lý của cột sống. Còn khi bạn nghiêng như thế này là bạn vừa làm cho cột sống của bạn vừa vặn xoắn, vừa bắt nó phải ngả về sau, thì nó rất là gây hại cho cột sống của bạn. Và còn chưa kể đến việc là cái phần khớp hông của bạn nó cũng sẽ không thể mở được. Thì ở cái trạng thái như thế này, với những ai mà cái hông, phần hông của bạn nó cứng, thì Ngọc Anh khuyến khích là bạn hãy tì mông lên viên gạch, giống như Ngọc Anh đang làm. Tì cái mông lên viên gạch như thế này để bạn dễ dàng úp được cái mặt trên đùi của bạn xuống dưới thảm hơn. Khi bạn tì mông lên viên gạch, bạn úp đùi xuống như thế này thì bạn sẽ dễ dàng hơn trong cái việc điều chỉnh phần hông của mình nó không bị đổ ra ngoài nữa. Thì đây là cái lỗi sai thứ 3 của tư thế chim bồ câu. Và qua vừa rồi qua đó thì Ngọc Anh đã chia sẻ cho các bạn 3 cái lỗi sai cơ bản mà hầu hết tất cả các bạn khi mà tập tư thế chim bồ câu các bạn hay gặp phải. Thì bạn hãy từ đấy thì bạn hãy điều chỉnh lại cơ thể của mình và nhớ rằng là hãy sử dụng thêm với những dụng cụ để giúp cho cái cơ thể của bạn được an toàn hơn trong quá trình chinh phục một tư thế nâng cao. Chúc bạn sớm có chinh phục được tư thế này một cách an toàn. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Ngọc Anh đã bật mí cho chúng ta về cách để làm sao giữ cho mình an toàn khi luyện tập yoga, đặc biệt là thực hiện chinh phục các tư thế nâng cao. Và tất nhiên trong yoga còn vô vàn các tư thế khác nhau nữa, nên là nếu mà bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về các kỹ thuật tập luyện yoga, hãy đừng quên ủng hộ Kim Ba và Ngọc Anh bằng cách là đăng ký kênh YouTube Tặng Kim Ba, để mỗi khi chúng tôi có một cái video mới hơn, những kỹ thuật mới hơn thì bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Và tất nhiên nếu bạn quan tâm đến tư thế nào khác, hãy comment cái tư thế mà bạn muốn chinh phục ngay dưới comment này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những video để giải đáp thắc mắc cho các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.